chào tinh nguyện. Nhưng chào sao, tốt không? Tinh nguyện của chị tia của công tỏ. Xin chào bác chào chê, lấy mô bê là lưu sáng được các thái nọ. Nó à, khuyên là chê không đếp được mà tuần. Vậy hình này, cơ mà là bác tay của mùa. Ừ, mùa có tuần à? Ừ. Chị mong một tháng con là chẳng có gì mong gì thế đâu. Ôi, chẳng thấy tao một ngày chị bỏ. Rồi một tua này nghe. Rồi lấy tôi bỏ tao cho nên một chậu là chị tao cho mà. Rồi chả tán là chị bỏ tao cho đấy mà. Tuy nhiên cho nhà dân một hai kia cả tua ta chỉ là bây giờ thả cái mò hơi là nó ngon cái là tiền mà đi tua nó nhà tiền tua nó tiểu vô trên đấy toàn đấy đây bổ nhà sao như chết ít tiền mà nhà đấy tua này bây giờ vô trên đấy toàn mềm mềm sao như chết chỉ bây giờ đi chú chở tập có chết tập cái hồ chở to rồi ô tôi là tua à tua ô như rồi xin chào mình tua có tua á như rồi à như rồi mất tao nữa rồi mất tao rồi xin chào nay sẽ đầu phục vụ tuần nào nay mới ra chi yêu ai cho cô ơi như một đủ giống đặc cách hàng nữa cũng có tuần nào chị như là một đủ đặc cách hàng một cái hộp chế cho một cái hộp chế cho mua chị rồi đấy chú nhà nó mua được bao nhiêu hay là hai đi với không một thì lo lắm về tung ơi chỉ muốn đã chỉ mà cho nhà này họ chỉ cần lo có đủ giá là vì quên đi chặt cái một ngày vẫn chỉ lấy mình à nên họ ta chỉ là tiền nhau ok kia chỉ nên cho của cho nên quên đi trả là kia có gì chỉ lấy quên đó tôi tổ cũ là à lo phong tôi tổ cũ này vẫn chỉ à tổ cũ là tổ cho thì à người đi cấp không chỉ lâu nha người đi làm nha mà giờ này nó làm rồi cô mua cô ta rồi có lùa sớm giờ thì nó cả cú vật gì cũng nó cái lò chê giờ cần có chỉ tàu để tia nó là cả cái gì mà để sao tụi nha một đồ hiện tại thế giới chi lá mà chỉ giờ này nó hú cả tuần mà chỉ và thế là thế giờ chỉ bỏ giờ nó chê giờ vì người ta có giờ chỉ lâu nha giờ vì khó tự lùa tia nhẹ nhõm một đồng một trái chỉ nhõm một cứ một tia ở lần tu lần sai là lần cú hú lưỡi dài cậu nhưng mà sao nhát một tôi là do bị uli trà này xin chào hãy cho hôm nay có thể như chúng muốn ăn chi thế ta chỉ do cú nhiệt chi nhiệt thôi nhá thì cú nhiệt thôi chứ có cùng một thằng hứng câu thì cú được thằng hứng câu thì tu nhá tu chia thì thêm đó cho một tay nhiệt gì xưa xin chào theo và theo tôi xin chào mà trưởng nói thì à cơm một thảo tới tường có chuyện là vô tường luôn rồi lò có quan điểm thế là nếu với bố một chân là chỉ mua hay khi muốn mất là tôi bây giờ để bao xe giờ đi trả tiền hay cứ để chân nữa xin giờ hãy cho con được coi tiền như một chân tiền vì vậy tiền cũng nhiều chuyện nhẹ cũng thứ nhất cũng nhiều thế là chưa có cùng thảo luôn câu để cũng nhiều sao có cùng vô tường luôn rồi cũng nhiều thứ nhất em xin được nhắc cái chỉ thị chỉ mua nó chỉ là chỉ cho xe ở sân anh nhìn thấy cái gì thì nó đông nó sẽ sinh ra mình tu có bỏ bỏ lại tiền nửa tên lọ cứ gì phía sau lọ lại tiền có phải không dùng để chơi có phải chỉ sư rổ nó mình tu có qua nửa nửa nâng lìa muốn nâng thề là nó là giờ tôi có phải thứ nhất là chỉ ta có ý chỉ này nữa mà có thể một thả tôi thủ lòng câu là có thể gọi là bây giờ cứ đi một chiều tôi bây giờ chỉ ta có là chỉ bắt có là nữa có cũng chừng thế nhưng tôi một cho nó sổ trong nó bây giờ xa có thủ nhà sư có bỏ bỏ lại tiền à giờ chỉ là nhau mà tôi mà bè nữa nhau mà chỉ mua một lần luôn chỉ có bữa tao tao hiện đến nơi tu nơi ở để tu để tao tao hiện tích tu được bữa rồi nè
chừng ở chính phủ tổ nhát là thế này chừng ở đầu ở đi thế tổ nhát là đi kia để nó cái gì mà tổ chết lại thì tổ nhát là mình đã này đó ấy cái chừng từ xưa là mùa thả đôi lồng đôi cái từ xưa mà cái tổ niệm nó cho chết kia ấy giờ lúc nào các một thả đôi lồng đôi tao thì tôi nó xử lý để không mù nhớ tổ tần thế thì ba là bé cái thứ là bé chỉ ba to đi nữa đâu cái thứ này thấy nhau tôi xa tôi bé xa tôi không nhận là các tổ nên cho cháu xin hơn xin chào thọ đem người hồn gì ấy nhưng mà cho sao mình nhận người rồi chào là xin là một cùng mà đi bỏ được luôn không cùng mà đi luôn nha nhờ con đó tu sĩ thì con kể cái luôn là biết chỉ buồn nên là mình tu về vì nhờ con chỉ cho tu sĩ thì nên mới nhận nó rồi và con nên bỏ chùa tả đi nọ nhờ con cho tu sĩ thì nên mới nhận nó cái là bỏ khó bê là mà cái luôn là biết chỉ buồn nên là mình tu nè xin nó một cái cái luôn này con là cái luôn này quả nước mà gì á dạ thì cái luôn này con là mà gì bây giờ mình quan sĩ vẫn cứ ở đây bên mặt đi mồ hài, do là thể kia kia lỗ mà chỉ cái mình thiếu nhớ là cho tôi chuẩn non thiếu cho là cho chuẩn non ấy, bây giờ nhớ chuẩn nên tôi chết quả sứ, và bây giờ nên cái trò chơi là cái chỉ do nên con mà nó, bây giờ mình quan sĩ bên mặt đi mồ hài, bây giờ, thật sự tôi nhớ thì cũng nhớ sứ, thằng đấy ba một thêm bây giờ là ta lo, cùng chơi cùng để hai thằng nó cũng nên theo đi nó, em xin ông cùng mà đi bỏ lỡ cái thứ năm trong mà nó luôn nhá, thì thằng đấy chính giả ba một thế cho sang nhau một trong, thì thấy gì là chính giả, dưới hố thì tia, dưới hố thì tia, bọn này có là đa cái chỗ này có gì xuân đà, giờ tiền đa xuân nó làm thế như loại, dưới sang nhau thằng đừng tổ cha sẽ giả cả tiền, xin ông bây giờ cái ông này đúng thì tia rồi nó rồi, mọi chỉ là biết chỗ này có gì chỉ cho có khoản tiền đó chỉ, có chỉ sau rồi thì cũng là nó bị thu nữa. Hay là chính giả chợ chào thứ nhất là quý nhân sinh em ba của thiên xin ông cùng mọi người gì share với tôi mình trong để thân em ba của thiên cùng một chị cùng còn nói chung cái nhân sinh gì là chính giả rồi giờ thì các ông nhỏ các bạn đi à thì do tổ chức bao nhiêu do tập các là với tôi mình trong nó là em muốn đã chi là cái ông nhỏ chỉ biết mà đi mua hai tuần hai năm hai cha giờ thì các là chẳng qua liệu cũ thiết thì chỉ nó một biết chỉ nó có hành gì liệu nó thì tu nữa thì chớ là đâu cô linh nam anh xin chào thế này linh chào lo cô mà lưu cô linh nghe hay cô linh chẳng muốn xem tôi hay buồn thiên anh đâu cho em muốn nói thì không có tôi nói thì tôi là ai kia tôi nói mình nhát lên năng sư để cho các đồng chí là thì một lúc luôn nha một nơi chi chi luôn nơi mình tu nơi và chỉ sau mỗi nhát cho thân các vị của cháu một đau một chỗ rồi giá tao nó là nơi giờ thì các chúng tôi giá tao là trên cơ thể hết những chiến nhiệt tua để tiêu sang nhát còn nên sau cháu sư thì cụ thể nên là tôi có sẽ đủ thì nó sư để cho các một chiến một luôn nha kia và chỉ sau mỗi giá tao là rất mình tu nơi tôi đã là xin chào mọi người như thế nào giờ như là chỉ hộ tư anh đi này đi đó là hộ tư các thiệt luôn chỉ tiền như là xe nhà cả lâu đấy nè chỉ tiền thôi đấy không chửi đấy tiền đấy bây giờ xin chào những người chị cùng bạn luôn nhé hà như tiền như mình đang ở cùng bạn đi cùng đây cùng bạn luôn nhá xin chào những người chị cùng một chế ngoài đi làm mình tu được sao cùng chế một hoạt tu không mà mọi người luôn luôn nhá đấy luôn luôn đấy